Ba tháng lỗ 1,6 tỷ đô la Mỹ, cổ phiếu giảm mạnh 26% chỉ sau một đêm, cắt giảm 15.000 nhân viên và sản phẩm bị nghi ngờ có lỗi kỹ thuật, một nửa thân mình của In theo dường như đã bị chôn sâu dưới lòng đất. Quay lại năm 2000, Intel có giá trị vốn hóa thị trường lên tới 300 tỷ đô la Mỹ, tương đương 6 lần giá trị của TSMC năm 2000 hoặc 60 lần của NVDA năm 2000. Hiện tại, TSMC đã đạt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ, còn NVDA thậm chí từng leo lên đỉnh cao với giá trị 3.340 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Intel đã tụt xuống dưới mốc 90 tỷ đô la Mỹ, sau hơn 20 năm vẫn không giữ nổi 1 phần 3 giá trị vốn hóa thời kỳ đỉnh cao. Điều tệ hại hơn là, ngày trước Intel và Microsoft từng hợp sức tạo nên liên minh Intel, thống trị thị trường PC toàn cầu, nhưng giờ đây, thị trường PC đã bão hòa từ lâu, Microsoft, nhờ điện toàn đám mây, vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trong khi Intel nhìn quanh và thấy các chiến trường mới của chip như điện thoại, thiết bị gia dụng, ô tô, AI đã bị chiếm lĩnh bởi các đối thủ nhỏ bé ngày trước ông lớn từng ăn miếng thịt to giờ đây thậm chí không giành nổi miếng nước súp. Intel đi đến bước đường này, thực sự không thể trách ai ngoài chính mình, họ đang phải trả giá cho ba sai lầm chết người của mình. Intel từng rất huy hoàng, người sáng lập của Intel là Gia Bất no si, một trong tám kẻ phản nghịch của phê châu và cũng được coi là người phát minh ra mạch tích hợp, dù điều này còn gây tranh cãi. Năm 1971, Intel phát triển bộ vi xử lý thương mại đầu tiên, 4004.

Từ bộ nhớ, PC đến CPU máy chủ, Intel đều là ông vua toàn cầu. Đặc biệt, vào cuối thế kỷ 20, họ hợp tác với Macro dấu xuất hình thành liên minh Intel, độc chiếm thị trường PC và khiến AMD không ngóc đầu lên nổi. Tuy nhiên, Intel nhanh chóng mắc phải sai lầm lớn đầu tiên, bỏ lỡ cơ hội mua NVDA. GPU được công nhận là miếng bánh lớn tiếp theo sau CPU. Năm 2006, AMD chi ra 5,4 tỷ đô la Mỹ để mua lại ET, mặc dù sau này, thương vụ này được đánh giá là nước cờ sai và biến AMD thành kẻ chịu trận. Nhưng xét về mặt chiến lược, việc mở rộng bằng cách thâu tóm là cách hiệu quả nhất và nhanh nhất. AMD không hề sai khi chọn bước đi này. Khi đối thủ ấy AMD đã ra tay, Intel cũng không chịu ngồi yên, họ đầu tư hàng chục tỷ đô la Mỹ khởi động dự án Lazabi với mục tiêu phát triển GPU tự chế, nhằm cạnh tranh với NVIDIA, tham vọng lớn, nhưng Intel lại quá nóng vôi. Mỗi khi gặp vấn đề trong nghiên cứu và phát triển, họ lại tự nghi ngờ, liệu chúng ta làm thế này có đúng không, tiếp tục thế này sẽ tốn bao nhiêu tiền nữa đây, sau nhiều lần cân nhắc. Cuối cùng, họ đưa ra quyết định, hủy bỏ dự án Lazabi và thay vào đó tính đến việc mua lại NVIDIA. Tuy nhiên, ban lãnh đạo lại bỏ qua cơ hội mua NVDA, dự án Lazabi bị dừng, con trưởng dự án cũng là CTO đầu tiên của Intel, Park Singer, kiên quyết phản đối quyết định này, kết quả là ông bị loại khỏi công ty, từ bỏ tự phát triển, chuyển sang mua lại cũng không thành công. Khi đó, giá trị thị trường của NVDA ấy chỉ khoảng hơn 10 tỷ đô la Mỹ, Intel thì không thiếu tiền. Tuy nhiên, ban lãnh đạo lại tranh cái mãi về việc nên giao cho Gen sân Hoàng vị trí nào. Nếu giao vị trí cao thì các lãnh đạo kỳ cừu không hài lòng, còn nếu giao vị trí thấp thì Gen Hoang lại không chấp nhận. Cuối cùng, thương vụ này đổ bể không biết những người giá quyết định khi đó. Giờ đây có tiếc đến mức đập tay vào đùi đến sưng lên hay không? Tuy nhiên, việc không chiếm lĩnh được thị trường GPU vẫn chưa phải vấn đề lớn nhất. Sai lầm chí mạng thứ hai của In theo chính là việc bảo thủ kiên trì với mô hình IDM, tự đảm nhận cả ba công đoạn thiết kế, sản xuất và đóng gói thử nghiệm. Không chỉ riêng Intel, các ông lớn trong ngành chip như IBM, AMD, Texas Instruments cũng từng áp dụng mô hình IDM, với sáng lập AMD, Chazy Sander, còn có câu nói nổi tiếng, đàn ông đích thực phải tự xây nhà máy bán dẫn của riêng mình. Mô hình này vừa giúp các công ty kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, vừa tránh bị phụ thuộc vào bên thứ ba trong chuỗi cung ứng, nhưng nhược điểm chí mạng của IDM là hiệu suất thấp. Trong binh pháp tôn tử có câu, bảo vệ phía trước thì phía sau thiếu quân, bảo vệ phía sau thì phía trước chống trải, bảo vệ trái thì phải yếu, bảo vệ phải thì trái không đủ, muốn bảo vệ mọi thứ, cuối cùng sẽ không thể bảo vệ được gì. Là mọi thứ cùng lúc thường dẫn đến thất bại, đặc biệt khi có kẻ thách thức xuất hiện, và TSMC chính là kẻ thách thức đó. Khi Mojit chàng quyết định chỉ tập trung vào gia công chip, ông đã tìm đến CEO của Intel khi đó, Andy Gozo, một người bạn thân ông đề xuất, anh em đi, sao anh không đóng cửa nhà máy đi, từ giờ, để TSMC sản xuất toàn bộ chip cho Intel. Gozo mỉm cười lắc đầu, thôi đi ông bạn, đừng đùa nữa, thậm chí, Gordon Mu cũng nói, ông Trang à, ông có nhiều ý tưởng hay, nhưng cái này thì không ổn đâu. Thế nhưng, khi bước vào thập niên năm 1990, ngành công nghiệp chip bùng nổ giao cản gia nhập trong khâu thiết kế chip trở nên thấp hơn, không cần đầu tư hàng chục, hàng trăm tỷ đô la Mỹ để xây dựng nhà máy. Một loạt những công ty mới đã xuất hiện, như Qualcomm hay NVDA. Họ chỉ cần tập trung vào thiết kế, còn việc sản xuất cứ để TSMC lo của cách mạng trong ngành sản xuất chip mà màu dít Trang dẫn đầu đã thực sự đe dọa nghiêm trọng Intel. Intel vừa phải cạnh tránh thiết kế với những công ty chuyên môn hóa như NVDA, Qualcomm, vừa phải chạy đua sản xuất với những gã khổng lồ gia công như EMC, họ không thể xử lý hết mọi thứ cùng lúc. Tại sao Intel sau này bị gọi là hãng kem đánh răng? Bởi vì so với các đối thủ, tốc độ đổi mới của Intel quá chậm, cứ như đang bóp kem đánh răng, mỗi lần chỉ nhả ra một chút vào tháng 7 năm 2020, CEO đương nhiệm khi đó, Bob One công khai tuyên bố rằng Intel cân nhắc thuê gia công bên ngoài để sản xuất chip 7 nanomet, bởi vì các nhà máy của Intel có thể sẽ không bao giờ bắt kịp tiến độ, một nhà văn hàng đầu mà phải thuê người viết hộ, bạn nghĩ xem, có đáng buồn không? AMB ở bên cạnh thì đang cười thầm, hồi trước, sau khi mua lại ETI, AMB suýt phá sản, để sống sót, họ đã bán luôn nhà máy và tập trung hoàn toàn vào việc thiết kế chip. Điều này vô tình lại trở thành may mắn trong cái rủi, vì giúp họ linh hoạt hơn, còn việc có con là đàn ông đích thực không thì ai quan tâm chứ. Bỏ lỡ NVDA và kiên trì với mô hình IDM, hệ quả của, của việc chỉ mài rũa mà không sáng tạo, bỏ lỡ cơ hội mua NVDA và kiên trì với mô hình IDM, phản ánh một vấn đề sâu xa hơn ở Intel, họ chỉ mài rũa chứ không thực sự sáng tạo chỉ mài dũa nghĩa là tối ưu hóa các mảng kinh doanh hoặc mô hình đã có, thay vì tạo ra những thử mới. Điều này được thể hiện rõ nhất trong kế hoạch tích tắc, nằm tích, tập trung nâng cấp công nghệ sản xuất, làm cho các bong bàn dẫn nhỏ hơn và tinh vi hơn, nằm tắc, không nghiên cứu công nghệ mới, chỉ cải tiến vi kiến trúc. Chu kỳ này diễn ra 2 năm một lần, luân phiên nhau, cách làm này giúp in theo khai thác mô hình IDE một cách tối ưu, củng cố vị thế thống trị của kiến trúc X86. Nhưng vấn đề là, trước những khẩu súng hiện đại, dù bạn sử dụng dao kiếm thành thạo đến đâu cũng vô dụng, nếu mải mê nghiên cứu cách phun dao, bạn sẽ bỏ lỡ những cơ hội lớn. Ví dụ tiêu biểu, hợp tác với Apple, Intel từng giành được hợp đồng cung cấp chip cho máy tính Apple, nhưng lại từ chối sản xuất chip cho iPhone, ngay cả khi City Fabric thân đến thương lượng, Intel vẫn không đồng ý. Lý do là Intel cho rằng đơn giá Apple đưa ra quá thấp, số lượng đặt hàng lại không đủ lớn. Khi đó, Intel đang kiếm bộ tiền từ chip X86 trên PC và máy chủ. Họ không muốn đầu tư lớn vào một lĩnh vực mới như chip di động, vốn cần nhiều vốn mà lợi nhuận lại ít. Thay vì mạo hiểm với chip di động, Intel chọn dồn tài nguyên để tiếp tục nâng cao hiệu quả của kế hoạch tích tắc đây là một tư duy tối ưu hóa thay vì sáng tạo và trình nó đã khiến Intel tụt hậu bị đánh nhiều Intel cũng biết đau đến tháng 2 năm 2021 Park Singer CTO đầu tiên của Intel người từng bị sa thải vì phản đối việc hủy bỏ dự án Lazabi, được mời quay lại làm CEO thứ 8 với nhiệm vụ đưa Intel trở lại thời kỳ đỉnh cao Chiến lược của Gen bao gồm, một tách riêng bộ phận thiết kế để hoạt động độc lập, hai phân chia bộ phận sản xuất thành hai hướng, các chip tiên tiến thì thuê gia công bên ngoài TSMC hoặc Samsung, vì Intel không thể tự làm được, các nhà máy còn lại tập trung vào gia công cho khách hàng khác, ba, xây dựng nhà máy mới để cạnh tranh trực tiếp với TSMC trong lĩnh vực gia công. Ý tưởng này rất táo bạo, nhưng chi phí thực hiện cực kỳ lớn, chỉ trong 3 năm qua, Intel đã tiêu tốn hơn 40 tỷ đô la Mỹ để xây dựng các nhà máy mới. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến khoản lỗ khổng lồ trong năm nay. Tiền có thể kiếm lại được hay không thì chưa chắc, nhưng chi phí chắc chắn đã tiêu hết, trong thời đại AI, NVIDIA gần như vô đối, AMD nỗ lực bám đuổi, còn các khách hàng lớn như Google và Microsoft đều đang tự nghiên cứu chip xử lý riêng, thời gian còn lại dành cho in theo không còn nhiều.